Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cái này, chúng ta sẽ kéo, ví dụ như chúng ta có thể kéo các bạn thấp hơn thôi cũng được ha. Đó. Rồi, ở đây chúng ta kéo cái PC vào. Rồi, chúng ta sử dụng cáp ha. Thì những cái này là chúng ta biết rồi. Nếu mà các em sử dụng cáp này nha các em ha, thì nó sẽ tự động nó chuyển cáp cho đúng cho chúng ta luôn, nghĩa là dùng cái này nè, nhớ như vậy nha. À, rồi bây giờ mình nhìn vô cái đề, mình đặt IP nè, mình đặt IP cho cái này, nghĩa là mình đối với router hay PC á, các em có thể đặt IP bằng giao diện cũng được. Thì ở trong đây người ta chỉ mình cách đặt IP ở đây nè. À, mình sẽ đặt theo giống cái đầu tiên thì đặt cái hot, nghĩa là cái máy tính nha, nhớ nha. Đó. Rồi ở đây chúng ta sẽ bấm vào cái config này nè. À, chúng ta sẽ nhập IP nhìn vô theo đề là 10.0.0.2. Nè, nhìn vô cái bài lab này các em nhìn thấy không? Thấy chưa? Mày nhìn đây nè. Chưa? Rồi. Rồi, subnet mask thì nó tự động nó hiện. Rồi, nó còn có một cái nữa là default gateway nữa ha. Đó. Thì chúng ta click vô những cái này nè, chúng ta sẽ tìm cái default gateway. Các em nhớ là mình click vô đây là mình coi phần giao diện nha. Đó, đây là địa chỉ, còn lúc trên đây là nó sẽ có cái phần default gateway nè, bấm vô cái setting này nè, thấy cái default gateway không, mình sẽ nhập 10.0.0.1. thì cái này ở đâu, cái này nhìn vô cái đề nè, thấy cái gateway không, các em nhớ gateway là nếu mà máy ở nhà của mình đó nha, là chính là cái IP của cái cục router wifi ở nhà mình để cho mình vào mạng á, nhớ nha. Rồi ví dụ như là nếu mình muốn vào mạng máy ở nhà mình á, thì cái DNS thường thường các em hay nhập là 8.8.8.8 đúng không các em, đây là DNS của Google đúng không các em, đúng không, biết cái này không? À, nếu mà máy ở nhà thì như vậy là vô mạng rồi đó. À, đối với cái máy thật thì nó là cạc mạng thì nó có cái default gateway DNS trên một cái màn hình thôi đúng không các em, đúng không? Còn cái này rồi được chưa, cái này cấu hình IP với lại default gateway. Rồi xong một cái tắt đi, không cần bấm lưu gì hết á, nó tự động nó lưu cho mình luôn rồi. Rồi tiếp theo mình đến cái router ha. Router này á mình có thể sử dụng, các em lưu ý ở trong cái bài, trong cái đề của mình đó các em, là nó là nhìn vô cái đề nè. À, chúng ta sẽ cấu hình cái này, nhưng mà lưu ý ở đây nó ghi là gì, interface, còn của mình là gigabit nhớ nha. À, tại vì mình kéo cái này vô các em thấy nó chỉ có gigabit internet không, không thấy chưa. Đó rồi bây giờ mình có thể cấu hình bằng bằng giao diện luôn, mình nhập IP vô nè, 10.0.0.1 nè, các em nhìn ở đây nè, người ta chỉ mình dùng bằng code đúng không. Thì bây giờ thầy nhập vô rồi, các em thấy ở đây không, thấy chưa. Mà là thầy nhớ là cái ở đây là ta FA, nghĩa là người ta dùng cái chỉ là bình thường ở đây mình đó. Thì các em thấy ở đây đó nè, nhìn ở đây không, nhìn thấy chỗ này không em, thấy chưa. Đó nghĩa là mình chỉnh bên giao diện nó cũng tự động sinh code tại đây luôn cho mình, được chưa. Cái phần IP nè, mình có thể chỉnh bằng giao diện cũng được, được được chưa các em, tới đây được chưa em. Rồi khi mà mình cấu hình hai cái đó xong rồi á, thì các em chờ một chút là tự động nó kích, nó hai cái này nó nối với nhau lên. Rồi lưu ý ở đây nó có cái chữ này nữa nè, bấm vào đây các em thấy chữ no shutdown không, vậy là nghĩa là bật lên á, nghĩa là không tắt á. Thì các em thấy ở trong cái bài lab của mình nè, thấy cái cố thấy không, vậy là nhớ là ghi chú lại là no shutdown, nghĩa là giống như bật cạc mạng lên đó nha, nhớ nha. Đó, mấy cái nhỏ nhỏ như vậy kiểu ghi. Rồi bây giờ mình muốn kết nối với cái cục, nghĩa là mình muốn cấu hình kết nối với cái cục router. Là bây giờ bắt đầu mình sẽ vào đây, thầy sẽ cấu hình nè. Rồi ví dụ như là mình lưu ý mình muốn thoát ra ngoài nè, đánh chiếc exit, thầy bật cái thoát này đi. Rồi lấy giờ thầy chỉ yêu cầu các em cấu hình IP, có thể sử dụng giao
giao diện, được chưa? Ta đó được rồi đúng không? Rồi bây giờ mình muốn thoát khỏi cái này nè, mình exit nha, muốn thoát ra ngoài exit nè, ví dụ như muốn exit ra ngoài hết. Rồi mình muốn cấu hình một cái mới thì các em nhớ là mình phải luôn luôn có câu là gì, Confis đúng không em? Terminal. Bạn nào có làm bài ở nhà rồi á mà cũng chưa vững thì ở đây mình có thể Confis làm đầu tiên mình dùng cái này, đúng chưa? Rồi mình nhìn vô cái bài lab nè. Các em nhớ là trên mỗi một cái router, để coi mấy giây là mới 5 phút rồi. Rồi trên mỗi một cái router thì nó đều có một cái cổng là cổng line console để mình kết nối từ xa, các em nhớ nha. Nhớ là ở đây chúng ta đang sử dụng cái router thật luôn đó, ở đây nó sẽ có một cái cổng console, ví dụ như người ta muốn kết nối từ xa tới thì người ta lấy máy tính đó các em, người ta cắm vô cái cổng đó. Mấy mốt làm với router thật đó, thì nó sẽ có cái giao diện cái hình giống như vậy luôn, nhưng mà ở đây mình đang làm ảo thì luôn nó sẽ có một cái cổng console thì mình muốn kết nối tới thì mình đầu tiên mình sẽ đánh cái line nè, VTI 04, tại vì cái cổng đó nó cho các em kết nối thông qua cái 04. Thì các em nhìn cái này theo bài lab nên thấy không các em? Rồi muốn đặt bắt cuộc, giả sử pass, các em ví dụ như các em muốn đặt bắt cái đó bắt chủ đề, bây giờ mình muốn đặt bắt tên mình chẳng hạn, thì ví dụ như vậy là tên thầy, các em nhớ thầy cái bắt này nha, thấy chưa? Các em đánh chiếc bắt cuộc luôn cũng được nha. Rồi login nghĩa là cho phép đăng nhập. Rồi ở đây exit đó, vậy là mình đã cấu hình xong cái việc mà kết nối thông qua telnet rồi đó các em. Rồi ở trong cái đề này á thì người ta muốn là các em kết nối từ xa, từ máy tính thật thì ở đây chúng ta không có kết nối từ máy tính thật đâu nha các em, mà các em kết nối, các em thấy là lấy mình đặt IP xong bật lên tự động màu xanh nè, và lấy nó chưa màu xanh đúng không các em? Nha. Rồi bây giờ mình muốn kết nối, nhớ là cái bài lab này không phải là sử dụng máy thật mà mình dùng một cái này nè, telnet này nè, đâu rồi, tìm cái chữ telnet đó thôi nhé, đây các em thấy chữ telnet này không? Đó, bấm vào đây. Rồi mình dùng telnet mình nhập cái IP của cái router, nhớ là mình từ cái PC nha các em, nhớ nha. Đó 10.0.0.1 nghĩa là mình nghĩa là kết nối từ xa tới cái gì, tới cái router, từ PC kết nối từ xa tới router, bấm connect nha. Đó các em thấy tự động nó đọc mật khẩu và lấy ra mật khẩu là gì các em, nhớ là không có nó không có hiện lên đâu nha các em. Đó chết rồi, cho mật khẩu BMC. Rồi vô được rồi, lại chắc là đại cấp lóc. Rồi thì ở đây các em muốn cấu hình gì nữa không giống như bên kia ha. Ví dụ như là mình muốn là config hay cái gì đó thì các em cứ làm giống như bên kia luôn nha ha. Rồi bây giờ bắt đầu các em thử, các em sẽ làm các em chỉ cần làm tới đây, chạy được tới đây, nó vô được tới chỗ này là được rồi á ha. Ví dụ như đó, enable lên ha, cái này là do thầy chưa đặt mật khẩu để kích hoạt cái này. Nếu mà các em muốn đặt mật khẩu tiếp thì các em có thể dùng tiếp cái bài lab ở đây nè, được chưa? Đó, các em muốn đặt mật khẩu, nghĩa là các em vào trong cái mật khẩu chính của cái đó, các em muốn đặt tiếp thì các em mới enable lên được nhé. Rồi bây giờ nhiệm vụ của các em là gì? Các em chỉ cần telnet tới nó mở lên, các em nó chạy được tới đây là được rồi nhé. Rồi bây giờ các em